Ok, xin chào các bạn ha. Thì đây là cái trải bài mà chúng ta sẽ có ngày hôm nay, đó là thông điệp dành cho bạn lúc này hoặc là thông điệp mà bạn cần nghe ha. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tụ bài. Tụ bài thứ nhất đó là cái hình ảnh này ha bạn ha. Bạn có thể nhìn hình để chọn cho mình ha. Tụ bài số 2 đó là cái hình ảnh này. Và tụ bài số 3 sẽ là hình ảnh này. Bạn có thể bấm đứng màn hình lại rồi chọn ha, cho dễ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 1 ha. Thông điệp mà bạn cần nghe lúc này ha. Ok, với cái thông điệp mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái câu chuyện này và những cái lời khuyên dành cho bạn nữa, thì mình cảm thấy cái năng lượng này là nói về bạn cần phải chữa lành mình, bản thân của mình thật là nhiều nha. Mình cảm giác là dường như là bạn có những cái sự tổn thương, nhưng mà cái điều này á là cái điều mà bạn nó khiến cho bản thân của bạn bị mắc kẹt, nó khiến cho bạn không có tự tin, nó khiến cho cái cuộc sống bạn băng giá, nó không có sự thay đổi, nó không có sự màu sắc lên, không có sự sáng tạo như trong cái cuộc sống của bạn. Và nó có những cái vấn đề mà xiềng xích bản thân bạn, nhưng mà thật ra mình cảm thấy đó là ở tâm trí của bạn. Nếu như mà bạn rõ ràng, bạn quyết định, bạn cho bản thân của mình một cái sự quyết liệt, bạn cho bản thân của mình chọn cái suy nghĩ của bạn, là bạn hãy chọn cái con đường là, một là chúng ta sẽ đi tiếp, hai là chúng ta sẽ nói chung là bạn chọn yes hoặc là no, đó là bản thân của bạn. Nhưng mà bạn không có nên chấp ngã, bạn nên buông bỏ, bạn nên thả lỏng, và bạn không có nên gọi là gắn bản thân mình với bất cứ điều gì. Bạn không nên phụ thuộc cảm xúc, bạn cũng không nên phụ thuộc bản thân mình vào vô trong cái bất cứ cái điều gì ha. Ở đây á, bạn cần phải cân bằng lại cái cuộc sống của bạn, bởi vì mình cảm thấy là bạn đang làm việc quá nhiều thời gian, hoặc là bạn bị áp lực stress và bạn mất cái cân bằng trong cái cuộc sống của bạn đó. Và những cái vấn đề về sức khỏe của bạn thì bạn cũng nên xem xét lại. Và mình cảm thấy là bạn có thể là bị stress, mà stress này thì là bạn thương nhớ, bạn mở quá nhiều cái cánh cổng của cái trái tim, cái ngọn lửa, cái sự yêu thương đó, những cái vấn đề cảm xúc rất là nhiều ha. Và mình cảm thấy là bạn phụ thuộc cảm xúc và bạn rất là buồn đó. Thì cái giai đoạn này á, bạn nên để cho cái cuộc sống của bạn nó bước vào một cái thế giới của cái sự cân bằng ha. Bạn nên cân bằng lại cái năng lượng này của mình và có cái sự sáng tạo hơn, có cái sự tự tin hơn trong cái cuộc sống của mình. Và bạn nên phân chia lại, ví dụ như là công việc, cuộc sống cá nhân, sự thư giãn ha. Mình nghĩ là nếu như bạn cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ kiệt sức. Nó có một cái cảm giác về cái việc là bạn kiệt sức, cảm giác là bạn rất là mệt mỏi ha, cứ phải cho đi. Ví dụ vậy mình nói, cho đi và nhận lại phải luôn cân bằng. Ví dụ như bạn đang giữ những cái nỗi buồn đó quá nhiều thì bạn nên chia sẻ đi, bạn nên mang đến chia sẻ với những người mà bạn yêu thương, hoặc là cái người mà họ yêu thương bạn đó. Và bạn nên có một cái sự chia sẻ để cộng thông cái niềm vui với cái những cái người mà bạn yêu thương. Và cái con đường này của bạn á, mặc dù á là bạn phải tự cố gắng, bạn đi một mình đúng không, bạn phải tự cố gắng, bạn vượt qua khỏi những cái suy nghĩ bên trong của bạn, những cái suy nghĩ mà nó khiến cho bạn tiêu cực, bạn mệt mỏi, và bạn cũng phải tự suy nghĩ cân bằng cuộc sống mình lại. Chứ những cái người xung quanh họ không thể nào cân bằng cho bạn cái cuộc sống của bạn cả. Và cái việc á mà bạn cởi mở, hoặc bạn chia sẻ, hoặc là bạn đi tìm kiếm những cái nguồn chia sẻ với mọi người, nó sẽ gánh vác bớt những cái lo lắng của bạn. Và mình thấy cái năng lượng này á thì hơi kiểu là bạn cần sống thật với bản thân của mình ha. Bạn cần tìm kiếm một cái nguồn, những cái người mà bạn cần kết nối, những cái đối tượng, hoặc là những cái điều gì khiến cho cái tinh thần của bạn á nó trở nên gọi là rất là, gọi là giống như là nhân chi sơ tính bổn thiện, có nghĩa là chúng ta sinh ra là cái bản tính cơ bản của chúng ta là nó rất là đơn thuần, và vốn dĩ chúng ta thiện lành, vốn dĩ chúng ta không có lo âu, cũng như chúng ta sinh ra giống như một đứa trẻ vậy đó.
Đó, thành ra là bạn xứng đáng được hưởng cái sự trọn vẹn trong cái cuộc sống. Và nếu như mà bạn healing, bạn chữa lành và bạn tìm kiếm một cái gì đó mà bạn thú vị, bạn hứng thú á, thì cái cuộc sống của bạn giống như được tái sinh. Và bạn còn thiếu cái điều đó, bạn còn thiếu cái sự tái sinh đó, bạn còn thiếu cái sự cân bằng đó. Và mình thấy là bạn nên hài lòng thật sự với cuộc sống của mình, chứ không phải là hài lòng cho người khác thấy. Cái điều mà người khác nhìn thấy á, thì không phải là cái điều mà bạn có được. Ví dụ người khác nhìn vào bạn á, người ta thấy bạn á là giàu có đi chẳng hạn như vậy đó, nhưng mà cái mà bạn cần á, đó là cái sự bình an chẳng hạn như vậy. Cho nên là cái việc mà người khác nhìn bạn như thế nào á, thực sự mình cảm thấy là nó không có quá quan trọng bằng cái việc là cái tâm của bạn bình an đến cỡ nào. Cái người soulmate, cái người chia sẻ cuộc sống của bạn, cái người chân thành với bạn là ai đó. Chứ nếu như bạn không tìm thấy một cái người chân thành cùng với bạn để chia sẻ cuộc sống này á, thì cái cuộc sống này nó vô vị, mình cảm thấy là như vậy. Mặc dù là cái con đường tâm linh này tôi đi một mình, cái con đường tâm linh này á, là tôi phải tự thắp sáng cho mình, phải tự quyết định. Nhưng mà cái việc là mình không có tồn tại đơn lẻ trong đây, con đường tâm linh, cái sự đề kháng trong cái tâm trí, cái linh hồn của bạn á, đúng là bạn phải 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 tự bản thân mình cố cố gắng, nhưng mà bạn không bị bỏ rơi bởi bất cứ, gọi là tất cả mọi thứ. Khi bạn gặp ai đó là đủ duyên, là đủ cái năng lượng tụ hội về đó, thì mọi thứ nó được kết nối ha. Cho nên đó là bạn muốn sự hài hòa, sự hoàn hảo cho cái cuộc sống của mình á, nó có cái sự kết nối đưa mình vô trong một cái cuộc sống á, mà mình thấy là mình thấy được sự kết nối của mình với những cái người khác á, và mình sẽ rời khỏi đi những cái điều quá khứ để mà mình hòa nhập vào trong cái dòng chảy của cái cuộc sống, là mình được vui, mình được kết nối với đúng người á. Đó, mình sống trong một cái năng lượng cùng với mình á, mình thấy mình sống đúng đúng với những cái người mà tương đương năng lượng của mình, thì mình sẽ không có thấy buồn nữa. Và lúc đó đó, giải phóng như vậy á, thì mới chữa lành được, đúng không? Kết nối đúng thì mới chữa lành được, và chữa lành được á, thì mới khiến cho cá nhân mình phát triển và khiến cho bản thân của mình á, rời khỏi được những cái vấn đề trong cái quá khứ các bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox giùm cho mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 ha. Ok, tụ bài số 2. Tụ bài số 2 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 7 phút 50 đi bạn ha. Ok, tụ bài số 2 của chúng ta ở 8 phút 08. Bây giờ trong cái năng lượng của cái tụ bài này á, là cái thông điệp mà bạn cần nghe lúc này á, đó là trong cái giai đoạn này á, cái điều mà có thể giúp cho bạn, giúp cho cái cuộc sống của bạn nó có thể thay đổi hoặc cởi mở á, cái điều thứ nhất á, đó là bạn phải mở rộng cái trái tim của bản thân mình nha. Bạn phải rộng lượng lên, bạn phải nới rộng cái trái tim của mình ra, bạn bớt ghét người khác lại, bạn bớt gọi là tập trung vào cái người khác, bạn hãy rộng lượng ra và bạn hãy để cho cái trái tim của bạn á, nó dung chứa được nhiều hơn. Và mình thấy là năng lượng này á, là bạn với một cái lòng có thể là bao dung rộng lượng, tha thứ cho những người mà họ không tốt với mình, tha thứ cho những người á, mà họ hiểu lầm về giá trị của mình, hoặc họ hiểu lầm về mình, họ nghĩ về mình không tốt. Mặc dù có thể là những cái điều đó mình cố gắng mình làm cho họ, hoặc thậm chí nha, bạn nên cởi mở lòng mình một chút, suy xét nhiều cái khía cạnh của cái cuộc sống để bạn lắng nghe được người khác. Bạn mở rộng để bạn lắng nghe được người khác, để bạn có thể là nhìn thấy được những cái khía cạnh khác trong cái năng lượng mối quan hệ, trong cái câu chuyện một một mối quan hệ. Thì ở đây á, mình thấy là bạn đứng ở trong một giai đoạn á, là cái nỗi sợ, cái vùng bóng tối, cái giai đoạn bóng tối linh hồn của bạn rất là nhiều, rất là lớn. Và bạn kiểm soát cái bóng tối linh hồn đó, bạn kiểm soát rất là nhiều, đúng không? Và bạn đang trong cái giá trong cái giai đoạn là chuyển hóa cái tình yêu thương của bạn đó. Vì vậy cho nên bạn hãy
dùng cái bóng tối đó để bạn chuyển hóa thành cái sự rộng lượng đó. Và mình cảm thấy là ở cái năng lượng này á, thì bạn có thể là sẽ từ đây trở đi á, có thể là bạn sẽ gặp nhiều cái may mắn trong cái cuộc sống của bạn đó. À, khi mà bạn làm nhiều việc cùng một lúc đó, thì bạn cũng phải cố gắng cân bằng cái cuộc sống của mình lại. Hoặc là giai đoạn này nếu mà bạn làm việc hơi cực lực, hơi nhiều việc á, thì bạn cũng cố gắng cân bằng lại cái cuộc sống của bạn. Ở đây mình cảm thấy á, nó cũng có một số cái thuộc về việc đó là những cái nỗi sợ của bạn. Nhưng mà những cái nỗi sợ này á, nó khiến cho bạn không dám kết thúc một cái nền tảng hay là một cái vấn đề gì đó mà nó cũ. Bởi vậy á, là muốn một cái khởi đầu mới tới thì cái cũ nó phải đi, không đôi khi một cái kết thúc cái điều gì đó là nó đang dẫn tới cho bạn một cái khởi đầu mới đó, và bạn cần phải rời khỏi những cái tình huống hiện tại hoặc là những cái con người hiện tại mà đang giữ bạn lại, thì cái linh hồn của bạn nó mới biến đổi, nó mới chuyển đổi được. Và mình nghĩ là cái giai đoạn này có thể rằng là bạn sẽ bị suy nghĩ. Thứ nhất là có thể rằng là ở một cái mức năng lượng mà bạn chưa bình tĩnh đi, thì bạn sẽ có thể là rất là khó để mà nghe người khác nói hoặc là cái đối tượng tình cảm của bạn nói, bạn sẽ khó có thể nghe được hoặc là kiên nhẫn với cái việc nghe đó. Đó. Và cái giai đoạn này thì nếu mà bạn thay đổi để mà bạn nâng cấp bản thân của bạn á, đó thì nó rất là tốt, và không nên hạ cái giá trị của bản thân mình xuống ha. Cái năng lượng này nó cũng có bao hàm một cái liên kết đó, ngọn lửa sinh đôi trong này nữa. Đó, mình cảm thấy là về cái việc á, là bạn bạn với cái người đó nên thấu hiểu nhau, còn việc mình có ở bên nhau hay không, mình có muốn mang cái quá khứ đi tiếp hay không, cái đó là việc bạn chọn. Nhưng mà mình nói rồi, cái điều gì kết thúc, cái điều gì bạn cảm thấy trong lòng nó cần phải kết thúc để khởi đầu mới tới đó, thì bạn nên hành động cho nó, hành động cho cái việc kết thúc mối quan hệ đó, hành động cho cái việc cân bằng lại cuộc sống của bạn, hành động cho cái việc tìm kiếm cái điều mà bạn yêu thích để bạn làm đó. Thì mình thấy cái năng lượng này á, nó cũng thuộc về mình nghĩ là có thể là một cái giai đoạn bạn đã ngã cái giá trị của bạn thấp hơn, và bạn cảm thấy là cái giá trị của bạn nó thấp như vậy á, là bạn không có chấp nhận nữa đó. Bạn nghĩ rằng á, là bạn là một người không xứng đáng được nhiều cái điều tốt, đúng không? Bạn là cái người mà có cái sự ổn định về mặt kinh tế, hoặc là có thể là bạn là người thích làm những cái kinh doanh đó, hoặc là bạn có thể rằng là một người gọi là có tài và có đức, đúng không? Bạn cũng có bố thí, bạn cũng có cố gắng trong những cái chuyện là xây dựng về cái mặt tâm linh. Nhưng mà vì sao mà cái cuộc sống của mình cứ mãi nhớ về một người, hoặc mãi nghĩ về một người, hoặc mãi bị ám ảnh bởi một người đó? Thì mình cảm giác là cái giai đoạn này á, là bạn hãy chuyển hóa cái bóng tối linh hồn, cái nỗi sợ đó đó thành một cái tình yêu đi đó. Tôi chấp nhận là tôi yêu, tôi đã từng yêu người đó, tôi chấp nhận tôi đã từng sống với cái tình yêu như vậy, và không có gì phải là ái ngại hoặc là không có gì phải là xấu hổ. Thì cái điều đó đó nó giúp cho bạn với cái người này có thể nhập lại thành một, mình không có phải là người đối đầu với nhau nữa, mà mình chấp nhận là mình với cái người đó đã từng từng là một, không? Nhưng mà bây giờ mình xin cái sự chuyển hóa này, xin cái sự chuyển hóa này để mà mình hiểu những cái điều đó, mình không có oán thán, thì mình nghĩ là mọi thứ nó thay đổi với bạn nó sẽ tốt hơn ha, tốt hơn so với cái việc là bạn cố gắng, bạn cản trở cái dòng chảy này, cố gắng như bạn cố gắng đẩy cái người này ra, cố gắng không nghe cái người này, hoặc là cố gắng kết thúc, nhưng mà kết thúc ở một cái gì đó mà nó vẫn còn cái nỗi lo lắng hoặc là ám ảnh gì đó. Nhưng mà năng lượng này á, bạn có cái cơ hội rất là lớn để chuyển hóa thành một cái năng lượng gọi là một cái bậc thầy, giống như là một cái năng lượng nó cao hơn đó. Nó bạn sẽ vượt qua ngoạn mục cái nỗi sợ nhất của mình đó, mình cảm thấy là như vậy đó. Và mình nghĩ rằng là cái năng lượng này đó là một cái ánh sáng mà nó nói với bạn rằng là bước ra khỏi cái cánh cổng đó đi, bước ra khỏi cái ngôi nhà tăm tối đó đi, bước ra khỏi cái ngôi nhà mà nó cũ kỹ đó đi đó. Ở ngoài á, có rất là nhiều cái thứ tuyệt vời, đừng có bị ám ảnh bởi quá khứ, đừng có đem quá khứ đến bây giờ. Hãy chữa lành bản thân của mình, hãy cân bằng lại, hãy tìm kiếm những cái điều nào mà bạn thích á, để bạn làm. Và sắp tới có thể là chúng ta sẽ có những cái chuyển đổi rất là tích cực trong cái cuộc sống của mình đó. Cho nên là không có cần thiết phải
lo lắng về cái giá trị của mình quá nhiều, bởi vì bạn còn cơ hội để thay đổi, bạn còn rất là nhiều cái cơ hội để bạn thay đổi cái giá trị hoặc là làm cho cái giá trị của mình nó tiến về phía trước ha. Chứ ở trong quá khứ thì nó không thể đánh giá bạn như vậy và mãi mãi được, không? Tương lai vẫn ở đó, bạn vẫn có thể thay đổi và tiếp thêm cái giá trị cho bản thân mình ha. Và nhớ là nhất định không được ngã cái giá trị của mình thấp nữa từ đây trở đi ha. Đó là cái thông điệp dành cho bạn. Ok, giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha bạn ha. Ok, tụ bài số 3. Tụ bài số 3 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 15 phút 40 ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 3 được chưa bạn? Với cái tụ bài số 3 này nhé, thì mình thấy đó là bạn còn khá là nhiều những cái vấn đề và những cái bài học mà bạn phải học nha. Mình nghĩ cái vấn đề đầu tiên đó là cái vấn đề về việc là bạn khá là sắc sảo, bạn khá là độc lập đó, và bạn sẽ bắt đầu phải mở rộng cái vùng hoạt động của mình ha. Bạn sẽ phải giống như là phán đoán nhiều hơn đó, bạn sẽ phải kết nối nhiều hơn và bạn sẽ phải tin tưởng vào bản thân của mình nhiều hơn. Về cái năng lượng này thì mình vẫn cảm thấy là bạn sẽ có kết nối với cái câu chuyện tình cảm, và cái vấn đề về cái câu chuyện tình cảm này á là nó là một cái thử thách với bạn nha. Nó sẽ bước lên một cái giai đoạn kế tiếp, nó sẽ có một cái giai đoạn kế tiếp, nó sẽ có những cái sự tiến triển trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà cái sự tiến triển của cái mối quan hệ tình cảm này á, nó yêu cầu bạn phải học đó, là bạn sẽ phải kết nối với cái người này, nhưng mà bạn sẽ khá là mệt mỏi, bạn sẽ áp lực bởi vì bạn còn những cái hạt giống á, nó chưa được tốt nha. Cái hạt giống của bạn á, đó là những cái hạt giống là bạn có rất là nhiều những cái suy nghĩ mà nó chưa có định liên quan về những cái vấn đề mối quan hệ, và bạn hay suy nghĩ về tình yêu rất là nhiều đó, và bạn bị cái tình yêu đó nó đè lên trên vai của bạn, và bạn chưa giải phóng được cái nỗi buồn ở bên trong của bạn. Bạn giống như là một cái cô gái á, là có một cái quá khứ đáng thương hoặc là có những cái vết thương rất là đáng thương, và bạn không thể nào ở trong những cái sự đáng thương đó hoài được. Tại sao bạn không có độc lập để mà bạn đứng dậy, để mà bạn xây dựng cho cuộc sống của bạn, để cho người khác đừng có cảm thấy bạn đáng thương hoặc là không đóng vai đáng thương nữa. Hãy tin tưởng vào bản thân của mình, hãy biết là mình có cái điều gì, mình có những ưu điểm gì để mà mình phát triển, mình có những cái sức mạnh gì để mình phát triển. Và gọi là bạn sẽ phải thay đổi và chuyển đổi bản thân của mình. Năng lượng này á, là bạn không phải là chia tay một mối quan hệ để mà thay đổi mình, mà mình nghĩ rằng là bạn ở trong cái mối quan hệ này là để bạn tương tác với mối quan hệ này là để thấy được bản thân của bạn và phải thay đổi bản thân của bạn đó. Đôi lúc bản thân của bạn á, nó sẽ hơi ngông cuồng trong cái tâm trí của mình đó, và nó không có một cái sự cản trở, giống như là bạn nghĩ rằng á, là mình yếu đuối, mình không làm được, mình có cái tôi, hoặc là mình cũng có sự tự hào riêng là mình phải được cái điều ABC này, hoặc là mình buồn về những điều ABC này, đúng không? Nhưng mà đó chỉ là bạn suy nghĩ thôi, cái sự ngông cuồng trong cái tâm trí của bạn nghĩ rằng là bạn coi như bạn thể hiện ở bên ngoài rất là tuyệt vời, nhưng mà bên trong của bạn bạn thể hiện cái sự tự cao hoặc là thể hiện cái sự tuyệt vời của bạn ở bên ngoài, nhưng mà cái sự hài lòng của bạn ở bên trong, cái tiếng nói ở bên trong thì bạn vẫn còn rất là nhiều những cái bạn chưa độc lập được, bạn chưa cảm thấy tự do được đó. Cho nên khi cái tâm trí của bạn nó tự tạo ra, tự vẽ ra những cái vấn đề, những cái câu chuyện đó, tự so sánh, tự nhìn nhận bản thân mình ở một cái cách khác đi, có nghĩa là tâm trí bạn không ai quản lý hết á, cho nên nó ngông cuồng, nó vẽ ra tôi là một người là yếu đuối nè, tôi là một người
đôi lúc thì bạn rất là tuyệt vời, đôi lúc thì bạn rất là yếu đuối, bạn đóng vai nạn nhân vân vân, đúng không? Đó, và bạn vẽ ra rất là nhiều thứ đó, và mình cảm thấy là những cái điều đó nó sẽ làm cho bạn mệt mỏi, những cái vấn đề đó sẽ làm cho bạn mệt mỏi. Bây giờ bạn phải kiểm soát lại cái tâm trí của bạn, bạn phải lắng nghe cái hướng dẫn của bạn, bạn phải biến đổi, chuyển đổi, thay đổi hoàn toàn bản thân của bạn đó. Bạn phải kiên nhẫn với bản thân của mình, và bạn đừng suy diễn, giống như mình đừng suy diễn, mình cố gắng làm sao mà tâm trí của mình là nó trống rỗng, là mối quan hệ đó mình không có thao túng, mình cũng không có gọi là sống bên ngoài và bên trong khác biệt. Ví dụ như bên ngoài vì thể hiện cái sự sĩ diện, mình sẽ thể hiện khác đó. Thì mình đôi khi á nha, điều đó không phải là xấu hay là tốt, nhưng mà điều đó đôi khi là nó nói rằng là bạn đang ở trong một cái môi trường đó, nó không có đồng điệu về cái mặt năng lượng của mình. Giống như bạn là một cái con sư tử, là một cái con mãnh thú, là một cái con, một cái người, một cái động vật rất là có một cái năng lực, có một cái uy quyền, có một cái oai nghi đó. Nhưng mà bạn bị đặt vô một cái năng lượng, một cái môi trường á, là bạn cứ tưởng rằng là mình cũng giống như những người xung quanh, và bạn cảm thấy không kết nối được, và bạn cảm thấy là bản thân mình cũng khác biệt. Và mình nghĩ là cái năng lượng của bạn ở đây là có một cái năng lượng cao hơn nha, so với những người xung quanh ha. Đó, một cái năng lượng tâm linh á, một cái năng lượng cao hơn thực sự á, một cái năng lượng mà bạn cần phải vượt lên trên những cái thực sự này. Đó, bởi vì mình nghĩ bạn rất là thông minh, hoặc là cái trí tuệ của bạn rất là tuyệt vời, nhưng mà bạn còn đang bị vướng mắc hay là ỷ lại đó, vào chấp ngã vào những cái vấn đề gì đó, vì những cái vết thương cũ của mình, vì mình chịu những cái điều như vậy đó, thành ra là nó khiến cho bạn mất đi cái sự nhìn nhận thực tế của bạn ở bên ngoài, hay là người khác đối xử với bạn đó là cái cách mà họ đối xử. Và bạn có một cái quyền để bạn độc lập và tạo cho bản thân của mình những cái giá trị mới, hoặc là xây dựng cho bản thân của mình một cái năng lượng mới. Thì mình ở đây mình thấy bạn vẫn có một cái người đồng hành, hoặc là cái tình yêu, tình cảm, và thậm chí là mình nghĩ là nó sẽ vui vẻ trong cái thời gian sắp tới nữa. Bạn có thể kết nối được với người soulmate của bạn, nhưng mà bạn nên hạ cái tôi của bản thân xuống. Bạn nên sống thật sự với cảm xúc của mình. Không có cái gì hạnh phúc bằng việc đồng nhất ha, đồng nhất bên ngoài, bên trong và bên ngoài. Nếu bạn thật sự có những cái nỗi lòng thì bạn nên chữa lành nó một cái cách rõ ràng đó, và nhìn nhận thật sự bản thân của mình đó, và chứ không có để tâm trí nó vẽ bạn rồi riết, rồi bạn không biết bạn là ai hoặc như thế nào. Thì ở đây cái thông điệp chung của bạn là bạn phải độc lập, và bạn phải mở rộng cái phạm vi kết nối của bạn đó, và bạn phải thay đổi, bỏ cái tôi của mình xuống, đồng nhất lại con người của mình. Mình có tổn thương, mình có từng yếu đuối thì chấp nhận, còn mình có không, mình nếu mình không có thì mình có những cái năng lực để phát triển đó, hãy đồng nhất cái điều đó ha. Nhưng mà mình thấy là bạn có những cái cách suy nghĩ rất là logic, bạn cũng có những cái gọi là rất là kỹ càng, bạn cũng có những cái tương tác tình cảm cũng rất là ok, cho nên là phải nhìn nhận và đánh giá bản thân mình lại ha, một cái cách khách quan hơn. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng, có thể inbox dùm cho mình nha.